Nào đang ở Đức thì chú ý nhé, trong tháng 8 sẽ có những cái thay đổi hay ho. Ngày khái nhanh vãi thứ hai tới đã là 1 tháng 8 rồi. Trong tháng 8 ở nước Đức có những cái thay đổi gì đặc biệt không? Ông lại hỏi đúng người rồi, thực ra cũng có vài điểm cần chú ý. Cái thứ nhất phải nói đến là cái Neues Nachweisgesetz. Cái này sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2022. Cụ thể là những cái điều khoản lao động như là thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, Überstunde. Cái này cần phải ghi rõ bằng văn bản trong hợp đồng. Tất cả những cái điều khoản thỏa thuận bằng miệng sẽ không có hiệu lực. Ai mà làm chủ phải hết sức lưu ý cái điều này, nếu không sẽ bị phạt đến 2.000 euro. Cái thứ hai, tháng 8 này sẽ là cái tháng cuối cùng của Neues Euro-Ticket. Ông có thể tận dụng nốt cái vé này. Tiếp sau đó sẽ là như thế nào thì vẫn đang được thảo luận, có thể là 29 euro hoặc là 69 euro. Cái thứ ba sẽ là tin vui với cả học sinh, sinh viên và Asubi. Bắt đầu từ 1 tháng 8 năm 2022 thì cái Barfix giá sẽ được tăng lên, đồng nghĩa với cả việc là học sinh, sinh viên và Asubi sẽ được nhận nhiều tiền hơn. Cụ thể là Barfix giá với cả Schiller và Asubi sẽ tăng từ 585 euro lên 634 euro, và Barfix Student tăng từ 861 euro lên 934 euro. Cái thứ tư cần phải chú ý đó là từ 1 tháng 8 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023 thì EU đã đồng ý với cái việc là sẽ cắt giảm cái lượng tiêu thụ gas xuống 15%. Rất có thể là giá gas với cả giá điện sẽ tăng cao trong tháng này. Cái cuối cùng có thể nói đến là Dazon tăng giá từ 15 đến 30 euro một tháng, tăng gấp đôi. Những ai mà đang sử dụng Dazon thì phải chú ý nhé. Dankeschön. Hello, bọn mình để nhận được những cái thông tin hữu ích về tiết kiệm tài chính và đầu tư nhé.